Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Diệt Khả nè mày. Và ngày hôm nay thì cũng đã kết thúc gọi là 10 ngày trôi qua. Ê, 14 ngày trôi qua, gần 14 ngày trôi qua rồi. Thì hiện tại xét Kim Phong đã hết hạn nè mày. Vào tối ngày hôm nay là 5 giờ chiều ngày hôm nay sẽ hết hạn nên là Khải cũng lên. Đầu tiên là Khải lên và cũng như là Khải thay đổi tên nhân vật. Thay đổi tên nhân vật nè mày. Và Khải thay đổi nè mày. Coi tầm này có top 3 người nào. Không có, ok. Đổi tên nhân vật rồi cho nó đẹp đẹp, ký tự cho nó mượt mượt một tí nè. Rồi phải làm ký tự một tí để cho đổi tên nhân vật thay đồ thay đạn như thế này. Rồi ngày mi này 816 nè, ngày mi nn 816 nè. Phải sẽ cho nó ra và phải sẽ đổi tên cái. Đổi tên rồi bằng đồ vào nha. Ok, đổi tên nhân vật. Rồi, nói chung đơn giản thôi, cái này mình sửa lại là ngày mi. Rồi, biết tên này đủ không đây, hay là tên quá dài đây. Tên đủ không đây. Ừ, đại sẽ lên ai của ông quá nè. Rồi, tiếp tục. Ui, sư huynh đây chứ, sư huynh đây chứ. Sư huynh đây là ban ai của ông. Ôi, sai, không đổi được. Cái này không đổi được cái góc đó nè mà. NN thôi nè mà, chỉ là NM thôi. NM chắc được nè. Rồi, ok. Đã tội đôi tên nhân vật xong, bây giờ chúng ta sẽ tẩy tẩy băng đồ nha nè mày. Thì set đồ này nó sẽ nhỉnh hơn set Kim Phong hoàn toàn nha nè mày. Anh em cùng nhìn sâu qua này. Hiện tại với set Kim Phong đồ như thế này thì cái giá trị này Khải mới bỏ vào thôi. Đối với nó set Kim Phong này thì lượng kháng nó thực sự nó không bằng được. Anh em xem. Đây. Set Kim Phong này. Đó. Đây là set Kim Phong nè mày, lượng kháng này. Tắt cái auto ơi. Auto nó nhảy dòng mấy công nè. Này, tắt auto. Rồi. Đã lấy tốc tô này mày, lượng kháng này. Đó, với set Kim Phong là lượng kháng như thế này. Và bây giờ chúng ta sẽ thay đổi ở đây như thế nào, và chúng ta cùng chờ đợi nha. Hiện tại trang sức thì Khải chưa có nè, Khải chỉ thay đổi mà bao tay này. Bao tay này có người mua 3 kim rưỡi, Khải chưa bán này, không bán để danh xài này. Rồi, một món này, khăn lôi 27 này. Rồi, một cái áo khăn lôi 30 này, phục hồi 30 này, thí yên thiên nhẫn là y nhức nách luôn. Cũng Khải không bán nè mày, Khải sang ra Khải không bán để xin xài này. Cái này bán cũng được tầm hơn 3 kim. Đó, hai món 6 kim. Rồi, một nón 540 sinh lượng lực, nón này cũng được hơn 1 kim. Chọn kim rưỡi là khoảng 7 kim rưỡi. 7 kim rưỡi đây, 7 kim rưỡi nè. Đó. Bao tay 3 kim rưỡi, cái này 3 kim. 6 kim rưỡi với cái này 1 kim rưỡi là 8 kim. Giá chiên này sang ra kháng lo 30. Đó, thằng nón có được chưa? Có chưa? Kháng lo 30, kháng lo 30. Rồi, đai lưng, đôi giày này. Cái vũ khí, cái khai sẽ mang cây bỏng hay là cây kiếm. Cái thử là bằng cây kiếm, đợi sau này cái thử quýnh kiếm cho vui. Nếu có biết kiếp kiếm thì bỏ cho quân kiếm nha vui. Đó, 75, 19 lên nè. 15 cộng 1, đồ mang 19 lên, 15 cộng 1 nào. Này căng như gia đạn nha. Rồi, đai lưng thì Khải đang dự định mang đai lưng kháng lôi này cho đẹp. Rồi, kiếm. Rồi, kiếm đẹp không? Khải thấy cái kiếm đẹp hơn nè, thì nó hơn vài kháng lôi thôi. Cái cây, còn cái cây, cây bỏng này Khải sẽ cho qua cung cung luôn. Đó, Khải đang định mang cái nón khăn lôi nè mày. Khải định mang nón khăn lôi. Đó, khăn lôi này. Khải định mang nón khăn lôi. Và còn lại là Khải sẽ mang nhẫn làm chậm này. Nhẫn làm chậm và ngọc bội làm chậm nè mày. Thì nó sẽ kích nó những cái dòng còn lại. Anh thấy ok. Một. Tại nếu mà kiểu này á thì lượng khăn lôi Khải làm chậm Khải không có. Nhưng mà có thể trang bị vào làm chậm chỗ này. Chỗ này, chỗ này. Mà một cái làm chậm 30, một cái làm chậm 30 thì đặt móc ta 60 làm chậm nè mày. Khải đang dự định là như vậy. 4 chậm này, 1 phần chậm này. Và ngay ngoài kháng lôi thì kháng lôi Khải có thể lên được 75 cộng 4. Bỏ này lên. Đó, úi trời, ngon lành rồi nè. Kháng lôi cho tròn đúng rồi. Còn làm chậm á, mình có thể thay vào chỗ này nè mày. Mình sẽ thay chỗ này vào làm chậm này. Nhẫn làm chậm này. Một nhẫn làm chậm này. Và một nhẫn làm chậm mà ẩn 1, ẩn 2 vẫn được. Chỗ này tại vì kích được 2 dòng. Rồi cái này là ẩn 1. Đó. Nói chung hai cái nhẫn 30, hai nhẫn làm chậm 30 thì thớ vào chỗ này là ok. Còn chỗ này là ngọc bội kháng lôi. Đó. Thì nó sẽ như thế này. Còn mang cái này vào. Kháng lôi còn 75 cộng 2. Kháng lôi còn 75 cộng 2 thì sẽ thay vào chỗ này là kháng lôi, kháng lôi. Và ngọc bội làm chậm. Ui, không ăn thua nè mày. Mang kháng lôi đẹp đẹp hơn nè mày. Mang kháng lôi thay hai nhẫn làm chậm 30 hay hơn. Tại vì sao? Tầm này là 40 làm chậm nè. Thì chắc chắn ở một cái trang sức này á Khải sẽ mang một món làm chậm 20 nữa. Còn lại hai món là kháng lôi thì đỡ mà nhẫn thì trang sức kháng lôi khá là cao thì nó rất là khá là mắc tiền. Thì đó mình sắm hai nhẫn khăn lôi 30 chắc không có tiền mua nè mày, rất là đắt.
nên là mình đỡ cập nhật làm chậm đẹp hơn này mày. Khải nghĩ dự định là đỡ cập nhật làm chậm 30, nó sẽ rẻ tiền hơn và dễ xài hơn này mày. Còn này nếu mang kiểu này thì đạo mắt làm chậm ok, nhưng mà kháng lo thấp quá, thôi mang kháng lo cho hợp lý này mày. Rồi kháng lo 75 vòng 4 này, còn hai nhẫn làm chậm chỗ này thì xong, kèm với cái ngọc bội chỗ này kháng lo nữa thì có thể kháng lo 75, có thể lên 75 cộng 5 hợp lý hơn. Ở dụ nhẫn làm chậm này mình thay vô, nhẫn kháng lo mình thay vô vậy đó. Nhẫn lo này có số điểm rồi thay vô, thay cái nhẫn làm chậm vô nhảy cái nhẫn kháng lo nữa đẹp. Rồi hợp lý đó nè mày, cái bóng này được cái gì cái cho cái xe. Rồi cái nhẫn cái áo này chắc được là bán nè mày, không dư áo kháng lo thì dư một áo phục hồi 40 nè mày, dư một áo phục hồi 40, cái áo phục hồi 40 kháng lo nè. Rồi chắc là được mang nhẫn làm chậm và nhẫn hoặc là đai lưng cũng được, quên nhẫn hoặc là ngọc bội cũng được, miễn sao trong ba cái trang sức này, miễn sao trong ba trang sức này là sẽ mang hai món họ, một món kháng lo đó, sẽ giữ nguyên cái kháng lo 75 cộng 4 nha nè. Hợp lý chưa? Rồi ok luôn em ơi. Đó, bây giờ xuống đảo vô vàng, quá hợp lý luôn. Trời ơi anh em xem này, kháng lo 27, kháng lo 30, kháng lo 30, kháng lo 30, trời, kháng lo 15. Quá đẹp. Hay là anh em thích mang bóng nè, anh em thích mang cái gì? Đó, về kháng lo, kháng lo. Kháng lo. Tại vì tầm này chỉ kiếm được đồ như vậy thôi em ơi, muốn đẹp hơn thì cũng không có đâu em ơi. Đẹp hơn thì không có, đồ chỉ tầm trung rất rác như vậy thôi. Là mang cái đây lên kháng 14 này, 14 này là không có mana nữa mày, 14 này là mana hơi phèn luôn á, mana mất nguyên trăm mana uống quá. Thằng đó nói vào thì mana lên được 700, nhưng mà kháng lôi mất đi còn 2 uống quá. Nào kháng lôi hay không, bóng này nè, bóng này, bóng này. Nói chung băng kiếm nè, băng kiếm được cái gì rảnh rảnh quýnh ngay mấy kiếm cho vui nè. Cái kích là cái kích phải cho thằng em rồi, cái kích phải cho thằng Hưng rồi nè mày, phải cho thằng Hưng rồi. Rồi như vậy thì em tương đối như nè mày, bọn này để cho con luôn. Rồi lên hai cấp nữa, lên hai cấp nữa, lên khá tất cả 20 21. Xuống đảo nha nè, ok ạ, tại là xuống đảo quá phun máu thôi. Hay là mang đai lưng kháng lo làm chậm 30 nè. Đây nè, chỗ này mình có thể thay được đai lưng làm chậm 30 nè. Nếu mình thay làm chậm 30 thì cái nhẫn này mình sẽ mang một nhẫn kháng lo và một ngọc bội kháng lo, chỉ cần một nhẫn làm chậm thôi. Này, hay là nhẫn làm chậm nè. Hiện tại đang 15 cộng 4 nè, 5 cộng 3, 5 cộng 3 thì mình có 30 làm chậm. Mang ngọc bội kháng lo vô. Em thấy cái nào nè, một này cái 5 chậm máu nè, này là có sức lực lực ngon hơn thôi, này hay hơn em ơi, mang đai lưng kháng lôi hay hơn. Làm chậm thì có thể thấy cái nhẫn vô nè mày, nhẫn làm chậm 20-30 thì server nó bắn đầy nè mày, mua làm chậm 20-30 mang vô hợp lý không nè, ok chưa, cho nó có tí nỗ lực đánh nè, chứ sẽ đổ không có miếng nào nỗ lực luôn á, tìm nhẫn sinh lực nỗ lực tí nữa đẹp. Rồi xuống đạo. Rồi vậy thôi, nghe mươi đơn giản vậy thôi nè. Rồi chưa cho ban là không sử dụng được auto rồi. Quá đẹp, xuống đảo nha. Đây cho anh em xem qua. Kháng lôi 27, kháng lôi 30, kháng lôi 30 phục hồi 30, kháng lôi 30. Đây lưng kháng lôi 12 sinh lực ngũ lực. Dày kháng lôi 34, tóc và tơ, quên kháng lôi 7 tóc và tơ. Vũ khí kháng lôi 15 đó, chứ không có cái nào đẹp hơn em ơi. Đúng rồi. Rồi xuống đảo nè, xuống đảo chúng ta tiếp tục lên đồn con lôn cho anh em xem nha. Xuống nè, xem kỹ lặng lặng nữa. Ok, nhẫn thì có thể phải trang bị vào chỗ kia anh ơi. À con này đi shop thôi. Shop đỡ chặt rưa nè mày, tối nay chiều này chiều giờ khoảng tầm mấy tiếng nữa nó hết hạn này cũng vậy. Shop ơi. Rồi còn mấy cái này là mình sẽ tăng trang vào cho nó. À hôm trước Khải có một cái nhẫn kháng lôi trong mặt này đang qua Khải lấy à. Nhẫn kháng lôi rồi Khải thớ cho vào chỗ này luôn. Chắc chắn cái nhẫn này sẽ bỏ ra một bên nè. Ngọc bội này sẽ bỏ ra một bên nè. Ngọc bội với nhẫn kháng lôi nữa, là Khải coi. Ngọc bội như là hơi không có.
cho vào bàn. Ok. Ừ thì nghe mùi thì lên đồ đơn giản, cứ khắn lôi và làm chậm thôi. Khắn lôi làm chậm là quốc. Rồi mang cho thêm em thì cũng nhận khắn lôi nữa. Ôi em dịch qua chi con kia má. Dịch lại nè mày. Rồi nhẫn này thì không có sinh lực. Ok thì bây giờ mình sẽ tìm một cái ngọc bội làm chậm và một cái nhẫn làm chậm nữa là xong, là đủ móc 60 làm chậm là được nè mày. 60 làm chậm kèm với thanh âm, kèm với thanh âm sẽ đạt 80 làm chậm nha. Sẽ vào kiếp xe mà đó anh em, thanh âm thì cũng được hai máy rồi, nên là làm gì làm 60 chậm kèm với cái thanh âm là ok. Ok chưa, kháng này. Ok chưa, quá đẹp. Rồi anh em xem video đừng quên đỡ lại lần thay đổi này của Khải, một like chia sẻ ủng hộ cho anh em ơi. Và kính chúc anh em một ngày mới vui vẻ nha. Tí nữa Khải sẽ tiếp tục lên xếp đồ của con lôn nha.